Hôm nay thảm họa thiên thạch sẽ ập đến bản đồ, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. À khoan, nhân dịp tôi quay trở lại, tôi có 30 cái cạc điện thoại 50k và nó sẽ rải rác khắp nơi trên video. Anh em nhanh tay tìm kiếm và nạp nào. Giờ thì vào video thôi. Chào chú Trevor nhá. Chú khỏe không? Hôm nay trời đẹp cực, chú có muốn đi câu cá để giải trí không nhờ? Không à. Chú có việc á? Chán thế. Đi đi chú. Câu cá gần nhà chú mà. Chú Michael cũng không đi vì có việc rồi chú. Thôi được rồi. Đi mình vậy. Chứ hôm nay trời đẹp lắm chú ạ. Không đi thì uổng lắm. Sẵn tiện cho cháu mượn chiếc thuyền luôn nha. Giờ sao lấy chìa khóa chú? Chú có việc mà ở nhà. Ok luôn chú. Có gì cháu qua lấy. Cảm ơn chú nha. Thôi đi thay đồ. Đi câu cá một mình vậy. Bộ này đi. Ở thôi. Chắc không được đâu. Thôi bộ này đi. Thôi bộ này nhìn quê lắm. Thôi lấy bộ này vậy. Thôi bộ này nhìn chán lắm. A few moments later. Uầy, bộ đồ này mà đi câu cá thì khỏi phải bàn. Chuẩn không cần chỉnh luôn. 3 tháng qua quả là một cái gì đó khá là khó khăn đối với tôi. Nó thật sự tệ luôn á. Xin lỗi anh em vì không ra video cho anh em xem. Dù sao đi nữa thì hôm nay cũng là một ngày cực đẹp. Thì lúc nào tôi quay video trời chả đẹp. Vậy đấy, mà tiếc là hai người kia không đi. Thôi kệ đi anh em ạ. Tôi không thể bỏ lỡ cái ngày đẹp trời vậy được. Tôi phải đi câu cá thôi. Tôi sẽ câu cá ở chỗ cái hồ gần nhà của ông chú Trevor đấy. Chắc anh em cũng biết cái chỗ đó. Nhưng mà trước khi đi thì tôi phải mua một vài thứ. Nói chung là tôi cũng không câu cá được lâu lắm rồi. Cần câu thì không dùng được nữa. Mồi thì chắc chắn là phải mua cái mới rồi. Tôi biết một tiệm ở dưới đây bán cả hai thứ tôi cần. Mà cái nào cũng là hàng tốt hết. Đi thôi anh em. Chân chơi gì nữa. Chúng ta tới cái tiệm bán hai thứ tôi cần rồi đây. Để quẹo vô đây đậu xe cái. Đây đậu ở đây. Đấy anh em thấy cái tiệm đó bên đường chưa? Giờ thì băng qua đường mua đồ thế nào. Chào ông chủ nha. Trời hôm nay cực đẹp luôn đúng không ông chủ? Chắc đẹp. Mày muốn cái gì? Thì tại vì hôm nay trời đẹp quá nên em nổi hứng lên đi câu cá mà. Ông chủ lấy cho em mấy cái cần câu câu cá chơi đi. Hôm nay thằng này còn bày đặt. Thôi được rồi. Ở đây tao có mấy cái cần câu cũng xịn lắm nè. Nhưng mà nói trước là nó hơi nguy hiểm nha. Nó có thể câu mấy cái thứ mà mày không thể ngờ tới luôn á. Trời ơi, ông chủ nói vậy thì càng tốt chứ sao. Câu mấy cái không ngờ tới nó mới thú vị chứ. Lấy cho em cái cần câu đi. Mày chắc chưa? Tao chịu theo ý mày đó. Mà mày lấy có cái à. Tao nghĩ mày nên mua thêm 2-3 cái gì đó đi. Cho nó chắc. Ông chủ nói cũng hợp lý. Thì lấy thêm em cái đi. Thôi 3 cái đi. Thôi 4 cái đi. Thôi quất 5 cái đi. Tại em nhiều tiền mà. Cho nó chắc chắn luôn. Mẹ cây. Còn lấy cho em thêm tí mồi để câu cá nữa. Lấy mồi nào mà cá dễ ăn đấy ông chủ. Trời, mồi ở đây chỉ có là hảo hán thôi. Nhầm, hảo hạng. Đây để tao lấy cho mày một tí. Cảm ơn ông chủ nha. Chúc ông chủ một ngày tốt lành. Mọi thứ đã đủ rồi. Giờ chỉ có đi đến nhà ông chú Trevor lấy chìa khóa rồi qua lấy thuyền. Rồi đi câu cá thôi anh em ạ. Let's go baby. Mong là hôm nay được bội thu để đem về cho hai ông anh kia nữa anh em ạ. Trời đẹp vậy đó. Đi câu cá thích vậy đó. Tôi không biết tại sao hai người kia không đi luôn á. Tôi biết tại sao rồi. 2 hours later. Tôi chạy cũng khá là xa rồi đấy. Chúng ta tới nhà của ông chú Trevor rồi đây. Anh em có thể nhìn thấy chiếc xe của tôi đi xa không bao giờ gọi là còn nguyên vẹn khi tới nơi cả. Chán. Vô lấy chìa khóa thôi nào. Chú tôi kêu có việc nên là không có đi câu cá được anh em ạ. Để vô coi sao. Chào ông chú Trevor nhá. Chú có việc gì mà quan trọng đến nỗi không đi câu cá ở gần nhà mình được luôn vậy? Việc nhà. Cũng đúng. Cháu nghĩ cũng nên như vậy á. Thôi mày đi đi. Chìa khóa của chiếc thuyền để trên bàn kìa. Mà mày biết chiếc thuyền để đâu chưa? Chưa chú. Giờ mày đi ra, mày quẹo ra cái đường mà cái cây xăng hồi nãy mày vô đó. Mày bỏ cái hẻm đầu tiên, mày chạy tới cái hẻm thứ hai rồi quẹo qua phải. Rồi chạy thẳng vô là chiếc thuyền của tao nằm bên trái đó. Ok luôn chú. Cháu đi á. Có gì cháu câu về cho mớ cá. Ôi, tuy ông chú ở hơi dơ thôi nhưng được cái rất tốt bụng anh em ạ. Thôi giờ mình đi qua lấy thuyền thôi nào. Theo như ông chú, ông chỉ là mình đi cái đường này quẹo qua đây. Rồi đây là cái hẻm thứ hai nào, quẹo phải. Rồi thuyền của ông chú để bên trái. Đây rồi chứ đâu nữa. Chắc chắn là chiếc thuyền này không lẫn vào đâu được. Tại vì nó dơ quá anh em ạ. Thôi đi lên thuyền thôi nào. Ok luôn. Giờ đi thôi nào. Tôi nghĩ là tôi sẽ chạy ra giữa hồ để câu anh em ạ. Giờ mình câu mấy cái mép mép thường thường là ít cá lắm. Rồi tính ra hôm nay cũng có khá là nhiều người câu ấy chứ. Hai chiếc cũng là số nhiều rồi anh em ạ. Thôi chạy ra giữa hồ thôi nào. Đây chúng ta có vẻ là tới giữa hồ đây. Anh em nhìn đi, theo như con mắt của tôi nhìn thấy cái vị trí này hơi bị đắc địa đấy. Thôi bắt đầu câu luôn nhá, không có nói nhiều nữa. Chắc chắn hôm nay phải câu được nhiều cá. Let's go baby. Mới đứng có chút xíu thôi đã được một con cá rồi anh em à. Có vẻ có tương lai, có tương lai. Lại thêm một con. Nice. Ui. What the f***, tôi câu được cái con bộ câu luôn anh em ạ. Vô lý thế nha. Không lẽ ông chủ nói câu được những thứ mà tôi không ngờ tới. Holy s*** man. Holy s***. What the f***, what is that? Oh my god, là ông chủ là có thật rồi anh em ạ. Tí nữa thì đi bán muối luôn ạ. Thôi kệ đi, lỡ câu rồi câu thêm vài cái chắc cũng không sao đâu. A little longer than a few minutes later. Ôi giời ơi. Holy s*** man. Nữa à, né. Cái này tôi quen rồi anh em ạ. Holy s***.
What the f*** is that, man? Oh my god. Cá ơi, mày có thấy những gì tao thấy không cá ơi? Sao băng á? Phải sao băng không ta? Tôi nghĩ chắc là vậy rồi. Sao sao băng nó lại rơi vào ban ngày nhờ? Ờ cũng có thể, nhưng mà nó hơi lạ. Nhìn nó hơi to thì phải. Không, nói chung là cái sao băng này nó lạ lắm. Thôi tôi nghĩ tôi câu vậy là được rồi đó. Cũng khá là nhiều cá rồi đấy. Tổng kết ngày hôm nay câu cũng khá là được anh em ạ. Tuy rằng có vài pha xém đi bán muối thôi, nhưng mà mọi chuyện còn lại là ổn hết. Thêm cá nữa là trừ cái sao băng ra. Về thôi nào. Tới nhà của ông chú Trevor. Ây vô chú. Hôm nay cháu câu được mớ cá rồi nè. Nói chung là bội thu. Ờ mà nãy chú kêu dọn nhà mà đúng không? Sao nó y chang vậy? Chả tao mày, tao đang dọn từ từ đấy. Thôi không sao chú. Ờ mà chú biết gì không? Nãy cháu đang đi câu cá, tự nhiên sao băng đâu rơi chú. Ờ mà cục nào cục đấy to đùng à. Lạ thật sự luôn ấy. Cháu nghĩ là cái cục đó là cục to nhất mà cháu từng thấy luôn ấy. Ê mà khoan, TV nói gì thế kia chú? Oh my god. Các nhà khoa học đã nhầm lẫn là chùm thiên thạch sắp tiếp cận vào trái đất là hoàn toàn vô hại. Thật ra cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ phá hủy hết bản đồ. Bằng chứng là quả đầu tiên không tan trong bầu khí quyển mà va chạm trên bề mặt trái đất, làm ra một lỗ thủng lớn và càng quét một vùng phía trên ở bản đồ. Và các nhà khoa học nói đấy mới chỉ là cục nhỏ thôi, còn nhiều cục lớn hơn gấp mấy lần sắp va chạm vào bản đồ. Đây là tin khẩn cấp, mọi người hãy sơ tán trước khi mọi chuyện quá muộn. Chú nhìn đi, nó phá hủy một vùng ở trên bản đồ luôn rồi kìa. Holy shit, man. Và nó sẽ phá hủy toàn bản đồ trong 4 tiếng nữa. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Chạy. Đúng rồi, chúng ta phải chạy ra khỏi cái bản đồ này. Lấy đồ đạc đi chú. Mà khoan, chạy bằng cách nào? Chúng ta sẽ đi tới sân bay lấy máy bay đi chú ạ. Ờ, nghe có vẻ cũng được đấy. Đồ đạc của tao chuẩn bị xong rồi này. Đi thôi. Ok chú ơi. Oh my god. Chú nhìn hàng xe kìa. Giờ mà chúng ta chạy xe có mát tốc lực đi nữa thì cũng không kịp đâu chú ạ. Cũng đi bán muối hết thôi. Giờ phải làm sao ta? Mày cứ bình tĩnh coi. Tao có một chiếc máy bay hạng nhẹ nè, nhưng cũng ok đấy, có thể là chạy thác được đấy. Nó ở đây cũng khá là gần. Vậy đi thôi chú, lẹ lên còn kịp chứ, hết cách rồi đó chú. Chú chỉ đường nha. Khoan, trước khi đi qua mua lương khô đi chứ mày, còn nhiều thời gian mà. Mày cứ nghĩ đi, giờ thoát ra được, lỡ xui xui ha, đáp trúng chỗ không có thức ăn ha, thì cũng đi bán muối nốt đúng không? Biết có thoát ra được không nữa. Ê mày nói gì vậy mày? Ờ cháu có nói gì đâu. Thôi đi mua đồ nè chú. Chú chỉ đường nữa nha. Đấy, giờ mày quẹo qua bên trái là sắp tới rồi này. Đấy, mày thấy quán đó không? Đó, nó đó quẹo vô. Lẹ nào, không biết ổng đi chưa, nhưng mà vô thử. Nếu có thì... thì ổng sẽ chừa lương khô cho tao. Tao với ổng thân thiết lắm. Chào ông chủ nha. Ủa, sao còn ở đây? Chưa chạy à? Tao đây để bán cho những thằng như mày á. Ờ, cũng đúng. Nhưng mà hỏi thiệt á, sao ông chủ chưa chạy? Mày thấy rồi đó, tao già rồi, an phận rồi. Chạy thì cũng vướng chân từ nhỏ thôi. Ờ, vậy thôi. Ông chủ muốn làm gì làm. Ờ, không níu kéo luôn à? Níu kéo gì trời? Xem phim ít thôi. Thôi cũng được. Ông chủ có để dành lương khô không? Bán cho mớ đi ông chủ. Lương khô mày để bên tay trái đằng sau mày đó. Cảm ơn ông chủ nha. Đi lấy đi cu. Tạm biệt ông chủ nha. Chúc ông chủ may mắn. Nhưng mà nói thiệt á, ông chủ muốn đi theo không? Tao không nói thiệt chứ, tao già rồi. Ờ thôi thôi ông chủ ơi, đi thôi chú. Ơ, tiếng gì thế nhờ? Holy man, mọi người đang bắn nhau chú ạ. Bố mày nhìn thấy cái đó trước là của bố mày, nhưng mà bố mày chạm tay vô cái đó trước cũng là của bố mày. Bắn bỏ mẹ mày luôn. Ôi mọi người loạn lạc hết rồi. Ở đây nguy hiểm lắm chú, thôi chạy qua chỗ máy bay của chú đi. Come on, let's go, chứ không là muộn mất. Đi nào. Ok, mất tốc lực luôn nha. Holy man, sao kỳ thế nha, thảm họa như vậy rồi mà mọi người vẫn vậy đấy. Ôi, tính ra vẫn còn xe đông phết luôn ấy. Với lại anh em nhìn bầu trời kìa, không còn thấy một ánh nắng nào luôn ấy. Thực sự rồi, ngày tận thế thực sự sắp tới rồi. Holy shit. Mình không tham gia mà vẫn bị bắn trúng à. Chúng ta sắp tới rồi đấy, giờ mày quẹo phải. Đấy, mày thấy nhà kho máy bay nó trong đó đấy. Giờ mày dừng xe ở đây đi, ok. Ui chú ơi, nhìn kìa, bầu trời nó trở nên sẫm hơn rồi đấy. Holy moly man, chúng ta phải nhanh lên mới được. Ôi, có tiếng gì thế chú? Ờ, hình như là... oh shit, bọn này nó tới cướp máy bay. Sao chú biết được? Nhìn là biết rồi. Vậy chúng ta lên máy bay đi chú. Lên kịp gì nữa. Chứ giờ chúng ta làm gì chú? Chúng ta chiến đấu. Ok luôn chú, đi thôi. Này thì cướp máy bay của chúng tôi này. Này thì cướp máy bay. Cướp máy bay hộ cái luôn. Ôi, no. Cướp máy bay nè. Mày xạo hả con? Let's go. Một con thằng bên đây nữa. Holy moly man, loạn xạ thật sự. Ui, cướp máy bay. Ôi, còn đông lắm anh em ạ. Cầm súng đi đâu em ơi, máy bay là của chúng tôi. Ui giời ơi, chúng ta có thể đi cùng nhau mà. Tại sao lại bắn nhau vậy chứ? Tại tụi nó bắn trước cái nhà chứ không phải tôi đâu đấy. Mày xạo. Đứng lên. Ui. Hết hồn. Ui. Chú ổn không chú? Mày nghĩ tao ổn không? Bắn muốn tuột quần luôn à. Ui mô lên men.
đông thật sự luôn ấy. Mày xảo con. Let's go. Chúng ta phải nhanh lên chú ơi, chứ không là hết thời gian đấy. Thiên thạch rơi là đi bán muối luôn đấy. Còn đông lắm anh em à. Giờ mà chúng tôi lên máy bay chỉ có đi thôi, chứ không có làm được gì hết á. Ui giời ơi, thằng kia làm gì đấy. A few inches later. Rốt cuộc cũng hết rồi. Chúng ta phải nhanh lên thôi chú ơi. Chúng ta phải trốn ra khỏi cái bản đồ này. Ồ, mày rồi, chúng ta tiêu rồi chú ơi. Nhìn kìa, máy bay nó đã bị nổ rồi. Holy shit man. Nó bị nổ từ lúc nào thế nhờ. Rồi xong rồi, tất cả mọi chuyện đã chấm hết. Xe thì cũng đã hư, cũng đã 5 giờ rồi, thiên thạch sắp rơi rồi. Chú cháu mình ở đây chỉ chờ đi bán muối thôi. Thế chú có gì tâm sự không chú? Thiên thạch rơi rồi kìa chú. Tao chỉ ước là hôm nay tao được đi câu cá với mày thôi. Tự nhiên ai biết đây là ngày cuối cùng được gặp mày đâu. Còn cháu hả? Biết vậy chú cưa đổ crush của cháu lâu rồi. Ai biết đây là ngày cuối cùng của cháu luôn đâu. Mãi là chú cháu nhé. Ok mày, mãi là chú cháu. Ê mấy thằng đục. Chú Michael à. Ơ sao chú lại ở đây? Chuyện dài lắm, lên xe đi. Chuyện nó là như thế này. Sau khi nghe tin tức thì tôi quyết định rủ hai người đi chung. Mà tôi gọi cho Franklin hoài mà nó không nghe. Cho nên là tôi quyết định chạy qua nhà nó luôn. Mà cũng không thấy. Nên là tôi đoán nó đi câu cá chưa về. Tôi chạy thẳng một mạch qua cái hồ chỗ nó câu luôn mà. Nhưng mà vẫn không thấy. Cái xong tôi qua nhà ông Trevor, vẫn không thấy nốt. Cái xong tôi quyết định là chạy vòng vòng. Tự nhiên nghe được tiếng nổ. Hóa ra là hai người đang ở đó. Holy oh my god. Tí thẹo à. Cái quyết định chạy vòng vòng của thằng này hay ha. Mà mình mà không ở đó chắc nó đi luôn rồi. Ở kệ đi, đấy vẫn là chú của cháu. Nhưng giờ chúng ta chạy bằng cái gì chú? Chú có máy bay đúng không? Ai nói là sẽ đi máy bay? Chúng ta sẽ đi bằng đường biển. Mà chú có biết là thiên thạch rơi xuống biển sẽ tạo ra một con sóng lớn hay là lớn, có thể đánh bay bất cứ chiếc thuyền nào không? Thôi mày câm mẹ cái mồm đi Phan Ly, sắp hẹo đến nơi rồi kìa, còn nói nhiều. Chúng ta sẽ chạy theo cái hướng này. Phía bên đây tôi có một ngôi nhà và một chiếc tàu ngầm. Tôi nghĩ là có thể chạy thoát được. Đây, đi vào cái đường này. Come on, chúng ta phải nhanh lên chứ không là không kịp mất. Quá nguy hiểm đi, càng lúc nó rơi càng nhanh rồi. Chạy xuống phía dưới này lẹ, come on, không là không kịp mất. Ê mà khoan chú, chú mua căn nhà này à, kinh thế. Tại tao giàu mà, chạy lẹ đi. Holy man, tí thì hẹo à. Come on, chạy nào. Trời ơi, con chậm trễ gì nữa. Chậm trễ là đi luôn đấy. Come on, come on, đây. Đây là chiếc tàu ngầm, chúng ta sẽ chạy đây. Lên coi nào. Trời ơi, con té nữa. Quay tóc biến luôn à. Ổn con men. Ổn ổn. Ổn cái đồ bùi. Rồi lên rồi, lên rồi. Chạy chạy chạy. Holy moly. Tí thì hẹo à. Nhưng mà giờ chưa phải lúc để ăn mừng đâu. Chúng ta còn chưa chạy thoát được cái khu vực này nữa mà. Giờ tôi sẽ cho tàu lặn xuống anh em à. Thấy anh em thấy không? Mới lặn xuống một tí xíu thôi là thiên thạch nó không làm gì được mình rồi. Giờ chúng ta sẽ đi sâu, thật là sâu xuống. À chúng ta cũng đi khá là sâu rồi đấy. Holy moly man, một chiếc máy bay rơi xuống luôn. Cá mập bị dính thiên thạch cái đi bán muối luôn anh em ạ. Càng ngày càng nhiều máy bay rơi xuống biển. Quá là thảm khốc luôn anh em ạ. Giờ chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước, đi tìm một chân trời mới. 7 hours later. Chúng ta đi cũng khá là lâu rồi đấy. Chúng tôi quyết định sẽ thử ngồi lên, mà ngồi lên từ từ thôi. Nếu mà nghe tiếng thiên thạch rơi thì còn lặn lại xuống kịp. Bắt đầu nổi lên thôi nào. Oh my god. Ui, cái ánh sáng xanh gì đấy? Cái ánh sáng xanh này đẹp thế nhờ. Chúng ta gần mặt nước rồi nhưng mà không nghe tiếng động gì hết. Có vẻ hết rồi chăng? Cái ánh sáng xanh ngày càng rõ hơn rồi. Và thật sự không nghe một tiếng động gì hết. Chúng ta sắp lên mặt nước rồi đây. 1, 2, 3. Chúng tôi ngồi lên mặt nước rồi đây. Và thật sự là hết rồi. Thật sự là hết thảm họa rồi. Cái ánh sáng xanh này đẹp thật sự luôn ấy. Anh em nhìn kìa. Có vẻ đây là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Chúng ta có thể đi câu cá cùng nhau được nữa rồi. Còn cháu hả? Cái vụ kia thì hên xui. Và đấy là cuộc hành trình chạy khỏi thảm họa thiên thạch. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.